Đây chúng ta sẽ đi vào cái bài tập tiếp theo, đó là bài tập tìm hiểu chế độ dòng lệnh gọi là text mode và một số lệnh cơ bản, tìm hiểu một số lệnh cơ bản trên chế độ này. Thì yêu cầu của bài tập này là chúng ta sẽ tiến hành login vào chế độ text, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các lệnh, ví dụ lệnh đổi mật khẩu bat WD, lệnh BWD là về lệnh hotname, lệnh if config, lệnh bin, lệnh det, lệnh hu, lệnh reboot, lệnh shutdown và lệnh edit. Đây là một số các cái lệnh cơ bản nhất trên chế độ dùng lệnh của hệ điều hành Linux. Tiếp theo, trước khi đi vào cái vấn đề giải bài tập thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái hướng dẫn sử dụng các tập lệnh trong cái chế độ dùng lệnh này. Thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái cơ chế login vào chế độ dùng lệnh. Nếu như chúng ta đang sử dụng chế độ đồ họa, chúng ta muốn sử dụng chế độ lệnh thì chúng ta có nhiều cách để kích hoạt chế độ lệnh. Thì cách thứ nhất là chúng ta mở cái Open Terminal. Sau chúng ta chọn Open Terminal thì màn hình lệnh xuất hiện để yêu cầu chúng ta nhập lệnh tương ứng. Thì đó chỉ là cái cơ chế dòng lệnh tạm thời trên chế độ đồ họa. Nếu như chúng ta muốn vào hẳn chế độ text mode thuần túy thì chúng ta sẽ đánh cái lệnh là init 3, có nghĩa là chúng ta đi vào run level 3 để chúng ta có thể thực thi chế độ đi vào chế độ lệnh để thực thi các cái tập lệnh tương ứng. Sau khi chúng ta login vào chế độ dùng lệnh thì chúng ta có thể sử dụng lệnh đầu tiên là chúng ta đổi mật khẩu của người dùng root thông qua cái lệnh bat wd tên người dùng là root. Nếu chúng ta muốn đổi mật khẩu của người dùng khác thì chúng ta thay đổi cái chữ root bằng tên người dùng khác. Lệnh tiếp theo là lệnh bwd để xác định thư mục hiện hành của cái thư mục mà chúng ta đang truy cập. Chúng ta muốn chúng ta biết là thư mục nào chúng ta đang truy cập thì chúng ta đánh cái lệnh bwd. Chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh hotname để có thể xem tên máy, hoặc là chúng ta cũng có thể thay đổi tên máy thông qua cái lệnh này bằng cách chúng ta đánh lệnh hotname tên máy, tức là tên server. Chúng ta cũng có thể thay đổi tên khác bằng cách chúng ta thay thế cái chuỗi server bằng cái tên khác. Lệnh ifconfig để xem địa chỉ mạng. Option more, đây chính là hai dấu gạch đứng. Thì dấu dấu gạch đứng này là chỉ định cho cơ chế đường ống để cho phép hiển thị từng trang màn hình. Nếu như kết quả của lệnh ifconfig thể hiện nhiều trang màn hình thì chúng ta cần xem tất cả các trang đó bằng option hai chấm gạch đứng more. Lệnh bin là lệnh kiểm tra kết nối mạng trên hệ điều hành Linux cũng cung cấp lệnh bin để cho phép chúng ta có thể kiểm tra kết nối mạng. Lệnh init thì nói chung cái lệnh init là lệnh cho phép chúng ta chuyển đổi run level của hệ thống. Thì trên hệ thống Linux của chúng ta có tất cả 7 run level, từ tính từ run level 0 đến run level 6. Run level 0 có nghĩa là shutdown run level. Nếu như chúng ta muốn shutdown hệ thống thì chúng ta sẽ đánh lệnh init 0, có nghĩa là chúng ta đi vào mode shutdown. Mode 1 là mode đơn người dùng để cung cấp cái khả năng cho phép chúng ta có thể truy cập vào mode này để hiệu chỉnh hay là khắc phục sự cố khi có sự cố hệ thống bằng cái lệnh init 1. Init 2 là mode dành riêng. Init 2 là chế độ full, tức là chế độ đa người dùng nhưng không hỗ trợ NFS. Còn Init 3 là chế độ test mode mà chúng ta tìm hiểu đây, là chế độ hỗ trợ đa người dùng và cung cấp đầy đủ tất cả các tập lệnh để chúng ta có thể điều khiển hệ thống. Mode 4 là mode dành riêng. Mode 5 là mode đồ họa.
Edit 5 và mod 6, tức là mod reboot lại hệ thống. Thì tương ứng với những trên label đó, chúng ta muốn đi vào những trên label đó thì chúng ta sẽ đánh cái lệnh Edit 5. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái demo chi tiết để giải quyết bài tập này. Thì trước khi sử dụng mod test thì chúng ta sẽ login vào mod này bằng cách đánh root, tức là login bằng root mật khẩu tương ứng. Mật khẩu các anh chị gõ vào không hiển thị biểu tượng gì hết trên màn hình. Thì đây chính là dấu nhắc test, và dấu nhắc này là thể hiện cái gì? Thứ nhất là thông tin hiển thị ngày giờ mình login vào và login trên TTY1, tức là Terminal Section 1. Trước khi chúng ta sử dụng dòng lệnh thì chúng ta tìm hiểu các thành phần trên cái cell mode này. Thì thành phần thứ nhất là root. Root có nghĩa là người dùng, login vào người dùng root. Dấu A cộng có nghĩa là chỉ định cái vị trí. Linux server có nghĩa là tên Linux server, và cái root có nghĩa là thư mục home directory của người dùng root. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thử cái câu lệnh bashwd để đổi mật khẩu cho người dùng root. Sau chúng ta đánh mật khẩu thì sau chúng ta đánh lệnh này thì mật khẩu màn hình hiển thị yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu mới vào. Chúng ta nhập mật khẩu mới 2 lần. Sau đó hệ thống sẽ báo chúng ta là đã cập nhật thành công. Và từ lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái mật khẩu mới. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thử cái lệnh bwd là lệnh hiển thị thư mục hiện tại đang truy xuất là thư mục nào, tức là vị trí mà chúng ta đang truy cập tại thư mục nào. Ví dụ tôi cd vô thư mục url xe, tôi đánh lệnh bwd có nghĩa là nó báo cho tôi biết là tôi đang đứng tại thư mục url xe. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh ifconfig. Lệnh ifconfig là lệnh hiển thị thông tin chi tiết về cấu hình mạng trên máy tính cục bộ. Thì thông qua lệnh ifconfig cho biết được cạc mạng chúng ta được hiểu bây giờ là ETH0 là cạc mạng cục bộ và L0 là cạc loopback. Trên ETH0 chúng ta có địa chỉ MAC address, địa chỉ IP address của cạc mạng, broadcast của địa chỉ IP này và subnet mask của địa chỉ tương ứng, các thông số khác đính kèm. Chúng ta cũng có thể sử dụng ifconfig more. Thì ifconfig more tức là cơ chế hiển thị từng trang màn hình, nhưng tại thời điểm lúc này output của lệnh ifconfig không có xuất hiện nhiều trang màn hình, tức là nội dung của nó không có chiếm nhiều trang màn hình, do đó cái option more cũng không cần thiết. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo là lệnh hotname và lệnh bin để kiểm tra một số các thông số khác. Ví dụ lệnh hotname là xem tên máy của cái máy Linux của chúng ta. Ví dụ hotname là tên máy là Linux server. Thì xem tên máy, chúng ta nhìn vào cái dấu nhắc cell thì chúng ta cũng có thể khẳng định được máy chúng ta đang có tên là tên gì. Thông qua lệnh hotname này tôi cũng có thể đổi tên máy, hotname tên máy là Linux. Sau đó để sử dụng thì tôi sẽ log out ra. Sau đó sau khi log out ra thì các anh chị thấy màn hình là Linux login. Linux có nghĩa là tên server, tên của máy chúng ta là Linux, và login tức là chương trình login. Chúng ta sẽ nhập user và mật khẩu tương ứng. Hotname, chúng ta xem lại tên máy. Thì lúc này tên của chúng ta là tên của máy chúng ta là Linux. Lệnh bin, lệnh bin là lệnh kiểm tra kết nối mạng trên máy cục bộ của chúng ta. Ví dụ chúng ta bin localhost. Đấy chính là 127.0.0.1.
chúng ta bên địa chỉ cục bộ của chúng ta để xem địa chỉ cục bộ của chúng ta. Chúng ta dùng lệnh IF and fix, sau đó chúng ta bên 192, chúng ta bên 192.168.7.200 trả lời. Tức là đó là những cái thao tác chúng ta kiểm tra kết nối mạng trên máy cục bộ. Chúng ta có thể dùng lệnh bin ra cái địa chỉ internet để kiểm tra cái máy chúng ta có liên thông ra internet hay không. Thì câu trả lời là có, vì lý do đó là có cái gói trả lời reply form từ cái máy này. Lệnh bin lưu ý một điều là nó sẽ gửi liên tục các gói ICMP chứ không phải gửi 4 gói như cái công cụ bin trên Windows. Các anh chị muốn thoát ra công cụ này bằng phím Ctrl C. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào vấn đề tìm hiểu lệnh dead, lệnh who, lệnh reboot và lệnh shutdown. Lệnh dead tức là chúng ta xem ngày giờ và đặt ngày giờ hệ thống cho máy chủ Linux, hay là lệnh who tức là lệnh xem hiện tại trong hệ thống của chúng ta những người dùng nào đã login và sử dụng. Ví dụ chúng ta dùng lệnh dead để coi ngày giờ hệ thống, thì ngày giờ chúng ta hiện tại bây giờ là 13/6/2007 và giờ là 11:10. Chúng ta có thể thay đổi giờ khác bằng cách đánh lệnh dead. Cú pháp thay đổi giờ là tháng, ngày, giờ, rồi phút, rồi năm. Tháng ví dụ như tôi giả sử tháng 01, ngày 01, giờ 1 giờ, 01, 1 phút, 01 luôn, năm 2007, 07. Thì các anh chị sẽ thấy trên màn hình của chúng ta lúc này nó đổi là 1 ngày 1 tháng 1, 1 giờ 1 phút năm 2007. Chúng ta sẽ đổi lại giờ cho nó phù hợp với hệ thống. Chúng ta trả lại giờ cũ cho nó. Date 06 tháng 6 ngày 13 11 giờ 10 phút 07. Đấy. Giờ đã thay đổi lại. Lệnh who. Lệnh who tức là lệnh xem những user nào đã được login, đã đang login vào hệ thống Linux của chúng ta. Ví dụ trên đây là tôi đang login vào bằng user root. Đang login vào user root, chỉ có user root login vào thôi. Giả sử tôi login vào bằng một user khác. User khác. Ví dụ tôi tạo một cái user HP, sau đó tôi login vào bằng user HP. Qua cái cell thứ hai, thì để qua cell thứ hai các anh chị nhấn cái phím là Internet F2. Rồi sau đó chúng ta nhập user là HP mới vừa tạo, mật khẩu HP. Chúng ta qua cell thứ nhất là chúng ta nhấn còn Internet F1. Who. Thì lúc này các anh chị sẽ thấy trên màn hình chúng ta là hiện tại bây giờ hai người dùng đang login vào máy chủ Linux là root và HP. Thì trên màn hình này username login, cái terminal line quản lý cho session của user là terminal 1 và terminal 2, ngày giờ login. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào vấn đề tìm hiểu lệnh reboot, lệnh init và lệnh shutdown. Chức năng của lệnh reboot là chúng ta khởi động lại hệ thống. Lệnh shutdown là chúng ta sẽ cho phép shutdown hệ thống sau một cái khoảng thời gian t nào đó. Còn lệnh init tức là cho phép chúng ta đi vào các cái run level của hệ thống Linux. Thông qua lệnh init tôi cũng có thể shutdown hoặc là tôi cũng có thể reboot lại hệ thống Linux thông qua cái lệnh. Tương đương với lệnh shutdown thì init là init 0, còn tương đương với lệnh reboot thì init là init 6.
Ví dụ tôi đánh cái lệnh reboot. Như tôi đã nói, lệnh reboot là lệnh khởi động lại hệ thống. Tương đương với lệnh reboot này, chúng ta có thể sử dụng lệnh init 6, cũng là chức năng tương tự như cái reboot. Đây chính là màn hình đã thể hiện cái reboot lại hệ thống. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể dùng lệnh shutdown. Tương ứng lệnh shutdown là init 0. Đấy, đấy chính là một số các tập lệnh cơ bản được sử dụng trên cái giao diện text. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Chúc các anh chị thực hành thành công.